anh Hùng có trao đổi như sau: em mới mua chung cư, muốn làm lễ tu sửa và hoàn thiện căn nhà, thầy xem cho em từ giờ đến cuối tháng 6 nhé. Nếu không thì để qua tháng 8 thì có được không thầy? Có lẽ là câu hỏi này cũng lên nhờ thầy chia sẻ để các anh chị cũng được nắm rõ. Về cơ bản là như này, theo kinh nghiệm tư vấn rất nhiều chung cư, và tôi không muốn nói đến 90% số chung cư Hà Nội, tôi đã từng làm việc với anh chị thế này. Đối với cả chung cư, cái điều quan trọng bậc nhất đó chính là ngày nhập trạch, chứ không phải là ngày tu tạo. Chúng ta không hơi đâu, chúng ta anh chị không nên là anh chị vào anh chị nhận nhà, anh chị xin phép và báo cáo các cụ thần linh ở đây là tên em là thế này thế nọ thế kia, em xin phép và tu tạo tổ chức. Không, chủ đầu tư ta đã làm hết cái việc đấy rồi, đúng không ạ? Và thần linh người đấy cũng không có cái trách cái việc đó. Và cái nhà anh chị không nên nhận, mà không nên làm lễ như vậy, mà anh chị nên là sau khi anh chị làm việc với chủ đầu tư xong, hợp đồng mua bán giao dịch xong, anh chị nhận nhà, anh chị sử dụng cái bộ trừ tà khai vận, anh chị xông nhà đấy cho tôi một lần, không hương khói gì cả, sau đó tiến hành mà sửa chữa luôn. Và sửa chữa sau khi ngon lành, đẹp đẽ, đúng ý của anh chị, chuyển hết đồ đạc vào, đúng không ạ? Thì sau đó chúng ta xông lại thêm một lần nữa và chúng ta làm lễ nhập trạch. Và cái thời điểm nhập trạch là thời điểm quan trọng bậc nhất đối với nhà chung cư, chứ không phải là cái thời điểm mà chúng ta sửa chữa. Vì chúng ta tu tạo sửa chữa nó chỉ là một phần thôi, thì bởi vì là cái chung cư lúc nào nó chả sửa. Anh chị không sửa căn này thì căn khác sửa, đúng không ạ? Và chủ đầu tư người ta làm từ đầu đến lúc bây giờ vẫn còn đang sửa. Cho nên là chúng ta không có quan trọng cái thời điểm đó, mà tập trung là chung cư, là tập trung vào ngày nhập trạch. Cho nên anh chị để tiến hành sửa chữa ngay từ đầu tháng 6 hay là bắt đầu trong tháng 7, anh chị chỉ cần xông tẩy uế một cái, anh chị tiến hành sửa chữa luôn để vào tháng 8 hay tháng 9 chúng ta nhập trạch. Cái việc thời điểm nhập trạch là thời điểm nào nó còn cần phải dựa vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ đối với chung cư thì nó cần có hướng của tòa nhà, rồi hướng cửa ra vào của căn hộ, rồi các tuổi của thành viên trong gia đình để chúng ta lựa chọn, và cái kỹ thuật hay là phương pháp để lựa chọn cái ngày nhập trạch trong cái chung cư là một cái kỹ thuật hay là một ngày rất là khó. Và thành cái này cần phải suy nghĩ thấu đáo, vì là cái chung cư thì gần như là thiết kế của anh chị nó fix tất cả các vị trí, nó đóng gói ở chỗ nào là tường, chỗ nào là cột, chỗ nào là nhà vệ sinh, rồi có đổi cũng chả đổi được. Chứ là phòng ngủ, bảo tôi phòng ngủ nên tách ra làm phòng thờ không được, trên người ta ngủ. Đúng không, nhà là quan trọng nhất là ngày nhập trạch để làm cho cái chung cư được cắt tường. Và cảm ơn câu hỏi của anh. Vâng, cảm ơn thầy. Thì anh Hùng cũng như các anh chị cũng chú ý trên những cái tinh thần mà thầy trao đổi, đó là chúng ta tiến hành cái tu tạo sửa chữa như bình thường, nó theo cái tiến độ của chủ đầu tư, chẳng qua chúng ta tiếp nối với cái việc công đoạn sửa chữa của chủ đầu tư mà thôi. Do vậy là các anh chị cứ tiến hành tu tạo sửa chữa, sau đó thì là hoàn thiện nội thất trang trí đầy đủ, sơn ve sạch sẽ, dọn dẹp sạch sẽ xong, sau đó chúng ta tiến hành nhập trạch. Do vậy cái ngày nhập trạch là cái ngày chúng ta tiến hành vào ở và an vị đối với các công đoạn liên quan đến đồ đạc chi tiết, cũng như là đối với bát nhang chẳng hạn. Thì đó là cái ngày sau khi đó chúng ta ở luôn, chứ không phải cái ngày đó là chúng ta xin là tiến hành là chuyển đồ đạc vào, nó không phải như vậy. Do vậy rằng là cái yếu tố giống như câu hỏi trước đó là các anh chị cần phải cung cấp rõ về cái năm sinh các thành viên trong nhà, cũng như là cái độ số của căn hộ nó chi tiết cụ thể, và sau đó thì kết hợp với yếu tố đó thì chúng em có thể xem cái ngày nhập trạch cách chi tiết được. Cũng không phải theo nguyên tắc xem ngày nhập trạch trong giờ hoàng đạo, ngày hoàng đạo đâu. Cho nên là cái kỹ thuật xem ngày nhập trạch nó rất là công phu, cho nên là các anh chị cần phải có sự tư vấn chi tiết từ phía chuyên gia.